diêu quảng phương thường nghe ké câu móc móc lưng ké câu móc lưng luôn các bạn. Từ từ. Vô vô vô. Lên 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 hàng, lên hàng em ơi, lên hàng, lên hàng. Wow. Sư phụ tôi cho thằng hàng khung quá. Ồ, các bạn ơi, bạn đúng hết chưa? Hải chưa? Hải mà được chưa? Wow. Cầm cầm lên sư phụ, cầm lên, cầm lên, cầm lên, cầm lên. Bay nước là xịt bớt túi đi. Giờ đừng bỏ bỏ vô. Sư phụ, bỏ đi nè. Không bỏ bông này, bỏ bông này. Trời, bỏ bông là xịt trong túi, mà sợ như vậy trong bông luôn. Wow. Để tới cho nó nằm đi mà. Chưa, chưa, nó xịt nước à, chưa xịt túi. Rồi nè, giờ nó túi. Bỏ, bỏ đây cho con nữa, nó làm một phát. Rồi, nãy giờ nó chưa, chưa xịt túi, mà nãy giờ nó chưa xịt túi. Nãy giờ nó biết, nó xịt một cái hại đó các bạn. Các bạn ơi, phụ mình tiếp tục kéo mực nha các bạn. Sư phụ mình kéo kéo cho con ơi mực bạn ơi. Trời ơi, bò sắp ngang lưng luôn à. Ngang lưng luôn. Quá độc các bạn ơi. Câu mực mà kéo theo anh biết à. Tiếp tục các bạn ơi, sư phụ mình bây giờ kéo mực đây là mực rừng cán các bạn, giống như cây rừng mà chú bốn vừa xoáy con mực 1.6 các bạn đó. Kêu phụ ơi, đấy thấy chưa đó, anh đang con cán này nè các bạn à, đang ăn con cá nục á đó. Bạch đúng thì ta xem mình cho xin sư phụ đưa vào tôi một like nha. Đấy, bò giật theo tét luôn sư phụ. Đấy, 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 sư phụ. Đấy, đấy, đấy. Đây là, theo mình gọi là sát thú con mực các bạn. Ngồi nói chuyện thì cứ hít con cô, hít con cô. Em thì chưa kéo, sư phụ thì kéo 3 bông con rồi. Đấy. Mực ghim nữa các bạn ơi. Mực này cơm lắm, mực này anh Đa Phú Quốc thì rất là nhiều luôn. Cá lưa thôi, nước chảy rất là nhiều nha. Chậm suốt luôn. Đấy, thì lo trong cái nói chuyện thì nó cứ hít con này đai đai nhất. Nó khi quên lưới rồi, y bà rồi. Dài ký thì 120 ngàn một ký, 2 ký thì 240 nha các bạn. Hả? Tiếp. Câu sư phụ có 500 à. Xuống là hít nha. Và đây cái video này cho dành trộn cho sư phụ con mực luôn quá. Đấy, wow, sắp đi ở luôn à. À, con mực ăn kỳ vậy. Các bạn đâu sư phụ. Các bạn, con mực gì mà đáng lẽ nó ăn cái đầu nha các bạn, mà đây sắp cái tay chạy dính. Đây là gọi là đấm lụi nha. Đây, đã không? Bây giờ thì quý vị là các bạn ơi, cái video mình sẽ kết thúc và ngừng tại đây nha. Mong anh em xem thật vui vẻ các bạn. Hẹn gặp lại video lần sau nha.